chào quý thầy cô. Dưới đây là bản demo giáo án môn địa lý lớp 11, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy giáo án của bài số 11, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Đông Nam Á. Nội dung giáo án sẽ có những phần như sau. Trên đây là nội dung giáo án của bài số 11, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Đông Nam Á. Những bài còn lại trong chương trình môn địa lý lớp 11, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên. Giáo án khi tải về là giáo án bản quốc, do vậy thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa. Để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án Word các môn của bộ sách kết nối tri thức, chân trời sáng tạo và cánh diều, cũng như có đủ tài liệu giảng dạy các môn từ cấp 1 đến cấp 3. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.